Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Ibram Beauty nhé. Và hôm nay thì bên mình rất là vui khi mà lại có cơ hội chia sẻ với mọi người xem một sản phẩm môi rất là khó, vừa mới hoàn thành xong, được thực hiện bởi chuyên gia của bên mình. Thì trước khi mà mình nhờ chuyên gia phân tích về tình trạng của khách ấy, thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị khách hàng một chút nhé. Em chào chị ạ, chị cho em hỏi thăm là mình tên là gì và mình đến từ đâu có được không ạ? Em tên là Trang ạ, em ở bên chỗ 44 Lê Ngọc Hân. Vâng ạ, chị Trang ơi, không biết là lý do gì mà chị lại biết tới DK hả chị? Trong lần tình cờ mình lướt trên Facebook thì mình có thấy chị Ngoan ấy đang livestream là làm mày và làm môi đấy. Dạ vâng. Thế thì mình cũng rất là ấn tượng, thấy có chị chủ rất là cá tính và các cái bạn khách hàng ấy làm xong thì thấy môi và mày rất là xinh. Thế là mình bắt đầu mình mới tìm hiểu về mình. Vâng ạ. Thế có nghĩa là mình cũng đã tham khảo qua về nhà em ở trên Facebook rồi đúng không ạ? Thế không biết là hôm nay khi mà mình tới trực tiếp cơ sở của DK tại 61 Nguyễn Công Trứ này thì được nhìn trực tiếp những cái sản phẩm do chuyên gia ở bên em làm thì chị có cái nhận xét gì không ạ? Em thấy rất là hài lòng chị ạ. Dạ vâng. Bản thân em thấy sau khi hoàn thành xong thì cái môi của mình đẹp lên rất là nhiều, gương mặt mình cũng sáng lên rất nhiều. Ngoài ra là em đã từng giới thiệu, mặc dù em chưa làm, nhưng em đã từng giới thiệu cho cả bạn bè và người thân của em mình làm. Và sau khi về chiêm ngưỡng thành quả của mọi người thì em thấy càng thích hơn, càng thích thú hơn. Vâng. Và quyết định qua đây để thực hiện chị ạ. Vâng ạ, rất là tuyệt vời, em cảm ơn chị ạ. Bây giờ em xin phép nhờ chuyên gia giúp em phân tích về tình trạng ban đầu của chị Trang có được không ạ? Được. Đây như các bạn thấy này, môi tình trạng của Trang ban đầu này. Môi thâm tím này, hai màu môi nó khác hoàn toàn nhau. Môi trên này thâm hơn môi dưới. Và môi dưới thì là rất da rất là mỏng, có da chết này và bị như kiểu là nhiệt nứt nẻ môi này. Thì khi mà mình đã xử lý thì đây các bạn xem cái sản phẩm môi của Trang này, trong vòng 30 phút. Trong vòng 30 phút là đã xong sản phẩm này đúng không ạ? Thế chị Trang cho em hỏi thăm là trong 30 phút làm dịch vụ đấy thì chị có cảm thấy đau rát hay khó chịu nhiều không ạ? Không đau đâu chị ạ. Tại vì mình có tê rồi ấy, mình cũng thấy chỉ buồn như là kiến cắn thôi. Vâng, thế ạ, em hỏi thăm chị Trang một xíu này. Điều gì khiến chị lo lắng nhất, lo sợ nhất trước khi mà chị làm môi ạ? Thật ra thì em sợ nhất chính là sợ đau thôi chị ạ. Vâng. Nhưng mà đến lúc mà trải nghiệm xong rồi mà mọi người cũng bảo là môi là đau nhất ý, thì thấy cũng không đến nỗi là đau lắm đâu. Bình thường thôi ạ. Dạ vâng. Thế không biết là trong quá trình làm thì chuyên gia bên em có chăm sóc chị nhiệt tình, có tư vấn cho mình kỹ càng không ạ? Dạ vâng ạ, chị thì tư vấn rất là kỹ. Dạ. Và cũng trong quá trình làm còn động viên để cho mình bớt sợ hơn nữa chị ạ. Dạ vâng ạ. Thế không biết là qua livestream này chị có điều gì muốn nhắn nhủ tới chuyên gia làm môi cho mình cũng như là đội ngũ nhân viên bên em không ạ? Nhắn nhủ thì em cảm ơn các chị rất là nhiều, những người mà đã giúp cho chị em càng ngày càng xinh đẹp và tự tin. Dạ vâng. Em chúc cho cơ sở của mọi người là làm ăn ngày càng phát đạt, các dạ. bạn các chị tay nghề ngày càng nâng cao và làm cho nửa thế giới vô cùng càng ngày càng xinh đẹp hơn. Vâng ạ, cảm ơn chị và những chia sẻ vừa rồi. Vâng ạ. Và nếu như mà bạn nào cũng đang có nhu cầu muốn làm môi, làm lông mày, làm mí mắt ấy, và đặc biệt là với những chị em nào đã làm rồi nhưng chưa ưng ý và đang có nhu cầu điều chỉnh lại cho mình được đẹp hơn ấy, thì chị em hãy nhanh tay đăng ký tại fanpage DK Eyebrow Beauty. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn chị Trang với những chia sẻ tuyệt vời vừa rồi. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo nhé. Tạm biệt mọi người ạ.